Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa giờ quay tàu thuyền quá nhiều rồi. Bữa nay làm cái video gì máy cho anh em vô xem chơi. Máy mình đang quay là máy 700 mã lực nha anh em. Komatsu 700 mã lực. Đây mình quay thoáng qua một vòng cho anh em xem. Rồi sau đó mình quay chi tiết cho anh em. Máy bao gồm đầu nổ với hộp số luôn nha anh em, hộp số thủy theo máy luôn. Thì mình quay gần cái khu vực thông số của máy cho anh em xem. Đây anh em, 6M140AB-5 Komatsu nha anh em, Komatsu 540kW nè anh em ơi. Ở dòng tua 2132 dòng, Made in Japan. Đó, quay thông số cho anh em xem của cái máy Komatsu bãi về chưa có làm mới làm nguội rồi gì lại nha anh em. Đây mình đang ở tại bãi máy của anh Công. Nói chung là cái bãi máy của ở trong làng anh Công thì ảnh làm máy rất là nhiều cho máy chiếc ghi nhè của mình, máy 600, 700, 500 mã lực dòng Giang Me đồ thì ở ghi nhè thì anh Công cũng làm cho ghi nhè hết. Đó. Mấy ở trong làng đồ mình thì anh Công làm cũng nhiều. Thì do hồi bữa thì rất nhiều anh em về cũng yêu cầu mình quay máy. Và cũng khá là nhiều anh em cũng hỏi về những cái thông tin, những cái máy mà sử dụng ở cái dòng máy đơm 2 cũng có rất là nhiều anh em hỏi thăm mình nha. Bữa giờ mình đi làm nha anh em. Bữa giờ mình đi làm mình không có quay nhiều cho anh em xem được. Bữa nay về thì ghé lại nhà anh Công chơi và quay lại một số những cái máy mà anh Công đang mua cho khách hàng chờ ngày lấy thôi. Quay cho anh em xem chơi Komatsu anh em, Komatsu thủy nha anh em ơi. Mấy máy mới chở từ bãi về luôn nha anh em. Hôm bữa có nhiều anh em vô hỏi các cái dòng máy nhỏ để sử dụng chạy điện hoặc là chạy các cái con thuyền nhựa thì xíu nữa mình quay luôn cho anh em xem. Giờ mình quay cái Komatsu 700 mã lực cho anh em xem trước. Quay hộp số luôn nha anh em. Máy còn nước sơn rin rất là đẹp anh em ơi. Thì anh em mình xài mấy dòng máy thủy mình biết rồi, máy ở bãi gì mà cỡ tầm này thì nước sơn còn rin như thế này là anh em biết rồi ha. Để mình quay lại cái khu vực hộp số cho anh em xem thông số về cái hộp số thủy theo máy nó luôn nè anh em. Ở dòng tua 293 nha anh em. Ở dòng tua 293. Máy rất là đẹp. Mấy bữa rồi định ra nhà anh Công quay một số máy cho anh em xem theo yêu cầu của anh em, nhưng mà bữa giờ mưa quá mưa anh em ơi. Bữa giờ mưa quá mưa không ra đi quay nhiều được. Turbo nè anh em, turbo tăng áp nè. Ôi turbo đẹp quá. Lưới nóc ở ngoài. Tắt chớ rin theo máy luôn, sạc rin theo máy luôn nha anh em.
Đó thì những cái video trước mình từng giới thiệu với anh em là ở cái dòng Mễ Thủy á, là lúc nào cái bình nhớt của nó là cái bình tắc ke á, thì nó chịu lực luôn kẻ cái máy luôn nha anh em. Cục đờ của máy. Đây hệ thống dây điện của máy nè anh em, dàn chân. Xin hàng hộp số. Bình nước ngọt, đầu re. Mình hay để ý cái đầu re của nước máy là cái dòng Komatsu, cái dòng nước máy nó re cái ống to dễ sợ luôn. Đây là ở khu vực phía trước của máy đây. Bu ly. Mùa đông này thì mình đi rất là nhiều nơi nha anh em. Mình đi Nha Trang, Sài Gòn. Mình vô mình quay rất là nhiều cái bãi máy cho anh em xem chơi cho thủa thích mắt ha. Mua anh em nào thích vô bãi mua bãi mua bãi, anh em nào thích tiện dụng thì có thể liên hệ qua mình có để số điện thoại của anh em thầy thợ ở nhà hay sử dụng cho anh em tiện liên hệ. Bởi vì anh em xem nhiều cái video của mình thì anh em biết rồi, ở đây là mình không quảng cáo cũng không phải là giới thiệu, nhưng mà mình đã sử dụng cũng gọi là nhiều máy, bởi vì ở nhà tới 3 chiếc ghe anh em sử dụng nhiều máy, nên là anh em thợ thầy nào mà mình cảm thấy phục vụ cho ghe nhà tốt thì mình giới thiệu qua cho anh em. Anh em ở biển anh em biết cái kênh mình rồi, chủ yếu là chúng ta giới thiệu qua giới thiệu lại. Rồi bây giờ mình quay qua các cái dòng máy nhỏ cho anh em xem nha anh em. Cái này là Komatsu 700 mã lực nha anh em ơi. Komatsu 7 mới về 700 mã lực nha anh em. Đây anh em, đây mình quay cho anh em các cái dòng máy nhỏ. Máy nhỏ thì hiện tại là có khoảng tầm gần chục cái máy nhỏ nha anh em. Cái này là 344. 344. Cái mạc nó nằm chỗ nào anh Công? Cái mạc nó nằm nghe bánh trớn đây. Tay gọi là 344 là do nó 44 người à. BL15. Đây anh em. Sao cái máy này cũng máy ba mình nó bự vô ta. Cái này dùng cho kéo dễ với chạy chân vịt tầm nhiêu là vừa anh con? Cái này dùng cho kéo dễ với là chạy chân vịt 92 nha anh em. Đây ở đây có cái tắc chế rin của máy luôn nè. Cục đờ nó dở sợ đây, máy ba mà sử dụng cục đờ dở sợ không? Đây ba cái đầu dồi nè, nhìn vầm á. Máy ba thủy. Ồ, cái này bình nước ngọt, cái nắp nó mới mới keng nhìn đẹp ấy. Có kẻ hộp số luôn nha anh em. Hộp số full theo máy luôn. Hộp số full theo máy, có kẻ bắt chân hộp số, bắt chân của máy luôn anh em ơi. Cái này gì thì mình khỏi cần chế độ lại nha anh em, mình chỉ bắt cho phù hợp thôi. Rất đẹp, máy ba nước sơn rất là đẹp anh em. Đây mình quay anh em xem cái mạc của Giang Ma nè. Đây mình quay cho anh em xem về thông số để cho anh em thấy phù hợp với công việc nào của anh em sử dụng thì anh em mua nha anh em. 44 BS
2.000 một tour. Các cái mạc của Nhật nhìn đẹp quá, cái máy bay nhìn vòm vòm á. Bê đầu dồi. Ở đây cũng có cái dòng máy bay nhỏ nữa. Máy bay nhỏ này cũng có full luôn, hộp số luôn anh em ơi. Máy bay nhỏ này nếu như anh em sử dụng các cái xuồng keno đồ anh em. Xuồng gỗ nhỏ đi lưới hai, các cái ngờ gần bờ, các ngờ xúc cá nhái đồ. Hoặc là các cái xuồng nhựa đồ anh em. Xuồng nhựa đánh lưới hai, lưới chuồng gần bờ đồ thì sử dụng các cái dòng máy này là khỏi chơ. Đây bê heo dầu nè. Máy nước sơn rin còn rất là đẹp. Máy này mua về sử dụng khỏi cần sơn lại luôn. Số này anh em. Hộp số nắp nhớt nè. Cần số có sẵn hết. Dàn chân của máy hộp số cũng có luôn. Dàn chân máy có, dàn chân hộp số có nha anh em. Cục đờ nè. Các cái dòng máy nhỏ nhưng mà cục đờ cũng khá là bự. Bô gió. Cục sạc. Hệ thống dây điện. Anh em nào mua máy thì liên hệ với anh Công nha. Anh Công là thợ nhà của mình. Thì mình cũng tận quay anh em xem rất nhiều video. Chưa có một video nào mà quay quảng cáo hay là giới thiệu bất cứ một cái đơn hàng nào hết nha anh em. Kênh mình từ trước tới giờ là chưa quay về quảng cáo. Mình chỉ quay những cái nơi mà mình cảm thấy được, cảm thấy phù hợp. Thì mình quay lại thôi. Đó. Ở gần nhà Bình nè, xe kìa, xe Exciter của Bình đó, chạy tới gần nhà quay, bên đây trời nắng ấm. Đây tiếp tục mình đi ra bên ngoài, hồi nãy hai cái máy kia nằm bên trong, bên trong còn một cái máy nữa nè. Vô bên trong mình quay thêm một cái máy nữa cho anh em xem. Hai cái rồi, cái đây cái thứ ba. Cái đây cũng là bốn gian me luôn anh em. Bốn gian me có tục bô. Đây. Thì anh em biết là cái dòng mà có turbo tăng áp là nó tăng lên tới tầm 25 đến 30 mã lực nha anh em. Mình nói cái tầm ha, cái tầm cỡ con số ước lượng cỡ tầm đó để anh em mô phỏng, chứ anh em cứ đòi con số chính xác rồi anh em vô chửi mình là không có được nha. Đây bốn con heo dầu, máy rất là đẹp, nước sơn còn rất là đẹp. Quay thông số của cái máy này luôn cho anh em xem. Ngược lại anh em ạ. Cái này là 4GH anh em. Anh em nào quen xài dòng 4GH thì vô xem cái máy này nha. Đấy 4GH nha anh em. 4GH bầu nước ngọt đây, cái số nó đóng ở trên bầu nước ngọt luôn. Mấy bữa giờ trùm bạc, bữa nay trời nắng ấm cho nên là tháo bạc ra cho nó khỏi đổ cái nước sắt bởi mưa nè. Đây quay luôn cái cục sạc. Cục sạc, cục đờ cho anh em xem. Chi tiết máy, máy có sẵn luôn dàn chân đỡ đỡ bắt máy hết nha anh em. Bình lọc dầu. Hệ thống heo dầu. Đây là bầu nhớt. Đây cái này là không có hộp số nha anh em. Cái này chỉ có máy thôi. 4GH, cái này không có hộp số nha anh em ơi.
Rồi bây giờ mình đi ra bên ngoài quay những cái máy còn lại cho anh em xem. Cái này là dòng máy ba. Cái này ba 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 gì anh Công? Anh Công ảnh đi đâu để mình coi luôn cái dòng máy ba cho anh em xem. Đó, mình giới thiệu cho anh em là đây cái bãi máy ở gần nhà. Anh Công là cái thợ sửa máy chính của gia đình mình. À, tất cả các dòng máy 5-700 mã lực thì anh Công phục vụ hết. Ở đây nè, mình quay luôn bằng chứng thằng Hôn rực rỡ đây nè. Trời, bữa nay cô Tây nó rực rỡ quá anh em ơi. Thầy thợ ở gần nhà nha anh em. Đó. Rê thăm chơi nhà anh Công, quay lại cái bãi máy anh Công cho anh em xem. Nó không phải là một video tính chất quảng cáo. Dòng máy ba nè, cho anh em mua về sử dụng cano, ghe gỗ dạng nhỏ để anh em đánh lưới gần bờ, lưới hai xúc cá nhái, lưới chuồng gần bờ. Mình tìm thông số của cái máy này mình quay cho anh em xem. Video này nó hơi dài nha anh em, nó hơi dài để cho mình giới thiệu đầy đủ tất cả các cái máy cho anh em xem. Bởi vì quay một cái máy thì nó phải chi tiết, nhưng mà ở đây mình quay tới gần chục cái máy mà anh em. Quay tới gần chục cái máy cho nên là nó phải bài bản hơn. Cái này hình như cũng không có hộp số nha anh em. Máy B này không có hộp số. B đây, B gì đây, mạc miết rồi không thấy chỗ nào hết ta. Nhưng mà máy khá là mới á. Trời ơi, cái máy ba nhỏ mà sao cái cục đờ của nó dữ dằn này trời. Mấy dòng máy ba, máy bốn này là xài đờ 12V nha anh em. Này ở này bô gió tháo ra nè. Tủ bô gió lại. Máy ba này không thấy số xiết chỗ nào hết. Có anh Công, mình hỏi anh Công, anh Công mình đi đâu rồi. Rồi mình quay qua cái dòng máy 4. Đây. Hello ông bạn. Dòng máy 4 em.